Việc trồng hoa, cây cảnh được Hội Khuyến Nông các tỉnh thành địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia, góp phần xóa đói giảm nghèo cho hàng vạn bà con khắp mọi miền đất nước. Trong chương trình Hướng Nghiệp Nhà Nông phát sóng số trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và bà con kỹ thuật tạo cây phôi, tiêu chuẩn đất trồng, chọn chậu cho cây và đặt cây lên chậu. Ở số này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và bà con phương pháp đặt cây vào chậu thế nào là đúng nghệ thuật, cách sang chậu ra sao, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh như thế nào. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Phương pháp đặt cây cảnh. Để chúng ta cảm nhận được giá trị nghệ thuật tinh tế của cây cảnh, ngay từ khi bắt đầu đưa cây lên chậu, bà con phải chọn hướng cây cho thích hợp với từng loại chậu, cũng như cách bố trí cây trong chậu để mai này dáng cây mới có đường nét uyển chuyển, duyên dáng, sinh động theo các chủ thể khác nhau. Nếu bà con đặt cây vào chậu tròn thì đơn giản hơn so với đặt lên bể hình chữ nhật hoặc các loại chậu khác. Cây đặt lên chậu tròn, ta chỉ việc đặt cho cây cảnh đứng thẳng trong chậu là được. Vì chậu tròn, bà con có thể xoay được các hướng khác nhau sao cho phù hợp với con mắt người thưởng thức. Còn đối với bể hình chữ nhật thì ta phải chia bể theo kiểu dáng của cây cảnh. Khi đặt cây vào bể chữ nhật, người ta chia cái bể ra làm 3 phần. Ba phần. Cái chiều dài này của bể chia làm 3 phần. 3 phần bằng nhau. Thì gốc đặt ở 1/3 của một bên. Hoặc bên này hoặc bên này. Thế là ta đặt một bên nhưng không đây, phải là đặt chính không giữa. Đặt chính giữa. Đấy, khác ở chỗ đó. Đây, ví dụ như cái này ta đặt ở sát sang đây. Đấy. Tức là để cho cái phần này nó là một cái bãi cỏ trống sau này để ta có thể để các vật phối cảnh vào đây cho nó đẹp. Thế mà người ta đây giả dụ cái phần bên này nó dày quá thì tôi bắt buộc phải cắt bớt cái đất chỗ này đi. Xén đi. Để cho nó đảm bảo đúng ở chỗ 1/3 này. Như ta đây là ta cắt vâng, bớt đi. Giả dụ đấy thì ta cắt bớt đi, lấy dao ta cắt bớt đi. Cắt bớt đi. Đấy, cũng cắt bớt đi như thế. Rồi. Nếu gặp cái rễ to thì ta lấy kìm và ta bấm gọn đi. Không sao cả. Nó không chết đâu sợ. Đây, ta đặt sát sang bên này để đảm bảo cái gốc cây này nó ở 1/3 của chậu. Của chậu để trong thì mới đẹp. Để trong nó phơi cái chỗ này. Nó phơi cái bãi cỏ chỗ này ra, cái bãi rêu chỗ này ra. Thì như vậy sau này cây nó mới đẹp. Việc trồng cây cảnh trên chậu sao cho đúng kỹ thuật nhưng cũng vừa đảm bảo yếu tố về nghệ thuật. Đây là điều mà quý vị và bà con cần phải lưu ý. Thế bây giờ nếu chỉ trồng cây như thế này thôi thì đây là một cái cách trồng cây theo kỹ thuật bình thường. Đấy là trồng theo kỹ thuật. Bây giờ trồng cây theo nghệ thuật nó khác cái trồng cây ăn quả với cây khác ở chỗ là anh trồng cây cho nó sống là được rồi. Nhưng ở đây là tôi trồng cây nghệ thuật. Vừa đảm bảo cây sống bền vững ở trên chậu. Có khi vài chục năm, có khi 100-200 năm ở trên cái chậu đất này. Như vậy thì tôi phải lựa chọn cách trồng cây ở trên chậu cho có nghệ thuật. Một là cây này tôi trồng thẳng. Nếu như cái thân nó thẳng không có đường nét gì cả. Hoặc là cái thân nó có hơi đường cong như thế này. Đứng trước thân hơi có đường cong. Nó hơi cong như này. Thì tôi trồng nghiêng. Trồng nghiêng. Với một góc nó. Một góc. Ta nhìn tầm mắt nó hợp lý. Góc bao nhiêu? Góc bao nhiêu thì độ nghiêng từ 30 đến 60 độ. Tức là cái độ nghiêng của thân vâng, độ nghiêng của thân cây này. Trong mặt ngang của chậu là từ 30 đến 60 độ. 30 đến 60 độ. Nếu trong 30 thì nó gần như là thẳng. Mà dưới 30 thì nó gần như là ngang, hoành. Cho nên ở trong khoảng 30 đến 60 độ là đảm bảo cây nghiêng, gọi là cây siêu. Là hợp lý. Cây siêu, trong phạm vi thôi thì mới là cây siêu. Thế siêu đến đâu thì vừa? Thì siêu đến khi nào? Ta định cái ngọn cây là cái này, cái ngọn cây là cái này. Thì cái ngọn này nó vừa chĩa thẳng lên trời là được. Thế nếu mà ta lại siêu ít quá thì cái cành nó lại, cái ngọn nó lại sẽ ăn sang đây. Giả dụ nó lại ăn sang đây thì cái ngọn thế này không hợp lý. Không đẹp. Nếu lại siêu quá thì cái ngọn nó lại trúc ra ngoài này cũng không đúng. Cái ngọn này vừa, cái chỗ ngọn cây này vừa đúng chĩa thẳng lên trời thì cái độ nghiêng này đến thế thôi là vừa. Đấy, cái mà để ta chuẩn hóa cái độ nghiêng là lấy cái ngọn này là cái thẳng ở trên trời. Như thế này là hợp lý. Là vừa, là thế đẹp, này là rất vừa. Thế khi ta trồng như thế này thì coi như trồng về mặt kỹ thuật và mặt nghệ thuật coi như đạt yêu cầu. Cả về kỹ thuật và nghệ thuật. Đấy. Cây cảnh phải là vừa kỹ thuật đảm bảo nhưng mà phải là vừa đảm bảo yếu tố nghệ thuật. Chứ không còn chỉ trồng kỹ thuật đâu. Đấy.
Nó rất khác với cây thiên nhiên. Khác cây thiên nhiên, cây ăn quả ở chỗ đó. Ăn quả. Đấy. Hay một cây hoa hồng, cây hoa nhài thì anh chỉ việc trồng thẳng ở trên chậu thôi. Cùng với cách trồng cây đứng thẳng, cách trồng cây siêu, bà con cũng quan sát kỹ đường cong của thân cây mà trồng theo hướng hoành hoặc hướng huyền. Tùy theo cái đường cong của cái thân cây này này, nhiều hay ít mà ta có thể trồng cây ngang ra hay trồng cây trúc xuống dưới chậu. Đấy, nếu cái khuỷu gập ở cái khoảng cách gốc 10 cm mà khuỷu gập, tức là nó gập phía này, gập ra ở trong khoảng 90 độ thì ta cho cây đi hoành ra ngang ra. Thì ta đi cây ngang ra, đưa cây đi theo cái chiều hướng hoành. Hoành. Thế nếu cái khuỷu gập này nó nhỏ hơn 90 độ, tức là chỗ gập này gập rất nhỏ, thì ta trồng cho nó thõng xuống dưới chậu. Thõng xuống dưới chậu, gọi là cây huyền. Là gọi là hướng huyền. Hướng huyền. Mà cây huyền thì bao giờ cũng hiếm và giá trị kinh tế có khi gấp 4-5 lần cái cây trồng trực. Cho nên người ta rất ưa cái làm cây huyền là vì thế. Đấy. Thế như vậy có mấy cách trồng cây thôi. Một là trồng thẳng, hai là trồng siêu, ba là trồng hoành, bốn là trồng huyền. Tùy theo cái đường cong của cái thân cây nó quyết định cho ta lựa chọn cách trồng. Đấy, để cho có nghệ thuật. Thế đến bây giờ xong công đoạn này rồi thì ta bắt đầu đến giai đoạn tưới cây. Tưới nước cho cây. Tưới nước cho cây cảnh là việc làm thường xuyên, diễn ra hàng ngày. Vì vậy, bà con phải chú ý quan sát màu sắc lá cây, đất trồng trong chậu để bổ sung lượng nước kịp thời. Thưa quý vị, thưa bà con, sau khi chúng ta đã trồng xong cây ở trên chậu, chúng ta thực hiện một cái công đoạn gọi là tưới cây. Tưới cây thì có hai yêu cầu. Một là tưới cây lần đầu khi ta mới trồng cây. Hai là tưới cây thường kỳ cho cây đã trồng ở trên vườn. Mục đích là đảm bảo cho cây có đủ độ ẩm để duy trì sự sống. Nếu mà cây không có đủ độ ẩm thì chắc chắn là chết. Cho nên cái yêu cầu tưới là mục đích như thế. Nước tưới phải là nước sạch. Nếu dùng nước máy thì phải để ở trong bể độ chừng 2-3 ngày và ta cứ lần lượt ta dùng ở trong bể ra ta tưới cây. Chứ không dùng trực tiếp nước ở máy để tưới cây thì rất có hại, bởi vì cái lượng clo ở trong nó rất nhiều, nó oxy hóa rất mạnh. Vì vậy thì rất hại cho cây, nhất là những cây yếu như là phong lan, nếu mà tưới vào cái đó. Không nên dùng vòi nhựa mà bắt trực tiếp vào hệ thống đường nước. Đường nước để tưới. Để tưới trực tiếp cho cây. Thì không tốt lắm. Cứ phải là cho vào bể. Cho vào bể. Nó ngâm 2-3 ngày. Cái bể nó chứa trong đó một thời gian rồi, 2-3 ngày rồi. Thì mình cứ thay thế mình tưới ra thôi. Sau đó mình đưa cái nước từ bể đấy lên vâng, tưới cho thì cây. Như vậy cái nước nó trung tính, nó tốt hơn. Nó đảm bảo cho cây phát triển tốt. Đối với cây cảnh, bà con có nhiều phương pháp tưới khác nhau. Những cây cao to thì ta dùng vòi hoa sen hoặc ống nhựa mềm như thế này để tưới tỏa đều một lượt khắp toàn thân cây từ trên xuống dưới. Còn những cây có kích thước vừa phải, bà con nên sử dụng chiếc bình xịt chuyên dụng dùng để tưới nước cho cây. Cũng tương tự như cách tưới cây cao to, ta xịt đều khắp thân, lá, cành và bề mặt của chậu cây. Có thể bà con dùng ca nhựa múc nước thoa đều lên tay để cho nước tạo thành từng giọt rơi xuống cành cây, kẽ lá, rồi từ từ theo thân xuống gốc, thấm vào đất và rễ cây. Trong khi tưới cây cảnh thì ta vừa tưới vừa nghỉ theo nhịp để cho nước kịp thấm vào đất và gốc rồi ta hãy tưới tiếp. Đối với những cây cảnh mới trồng lên chậu hoặc mới sang chậu thì ta tưới nước cho đến khi quan sát thấy gốc cây đẫm nước và tràn ngập ra ngoài mới thôi. Sau đó ta chuyển sang tưới nước theo định kỳ mỗi ngày 2 lần. Thời gian tưới định kỳ buổi sáng từ 6 giờ đến 6:30, buổi chiều từ 18 giờ tới 18:30 sau khi mặt trời lặn. Bà con không nên tưới nước ào ạt lên cây cảnh cùng một lúc. Như thế nước sẽ không kịp ngấm được vào đất, dẫn đến cây bị thiếu nước. Vậy để tưới nước cây cảnh như thế nào là vừa đủ, không thiếu cũng không thừa, mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thứ nhất là tôi quan sát xem chậu cây có đủ nước không. Hiện có đủ nước không?
Chậu đủ nước là thế nào? Là buổi sáng thì đất màu sẫm và mềm, ấn mềm tay. Ấn mềm tay. Như vậy tức là nước rất đủ độ ẩm. Thế là như đây là đất đủ độ ẩm. Thế nhưng đến chiều, như mùa nắng này, đến chiều thì trên mặt chậu phải khô và trắng đất. Khô, trắng đất. Thì mới đúng. Nếu đến chiều mùa nắng này mà đến chiều mà đất vẫn ẩm ướt như thế này thì như vậy chứng tỏ là nước ở trong chậu đã ứ đọng rất nhiều, nước thừa rồi đấy, cho nên phải tiết chế lại, đừng tưới nữa đấy. Cho nên là phải chú ý kiểm tra. Cách kiểm tra thứ hai, tôi dùng một cái que nhọn sắt 6 đầu tù, tôi xuyên vào chậu cây, xuyên thẳng góc, xuyên xuống tận đáy chậu, kịch xuống đáy chậu. Đáy chậu. Sau đó mình rút lên để kiểm tra cái độ ẩm. Không. Nếu tôi thấy xuyên dễ dàng thì như vậy là độ ẩm là vừa. Nếu mà ấn rất khó khăn, ấn rất nặng mà cái xuyên này xuống rất khó khăn. Thì rất khó khăn, phải móng ấn rất áp lực mạnh vào. Thì đất chặt chứng tỏ là đất ở dưới khô quá. Vậy thì anh điều chỉnh. Lúc này ta phải điều chỉnh cái lượng nước vào nhiều hay ít cho nó phù hợp. Đấy. Cách thứ ba nữa là ta quan sát lá. Thứ nhất là lá vẫn xanh tươi, thẳng, cứng. Đó, thẳng cứng như này. Thì đây là đủ nước. Nếu mà lá rũ xuống hay màu lá hơi thay đổi, nhạt đi, thì là cây thiếu nước. Hoặc là cái búp lá ấy, nó xòe tướng ra đây, nó xòe tối đa ra đây, thì như vậy là thiếu nước. Khi anh tưới vào đủ nước, nó lại từ từ được cụp lại. Đấy, anh quan sát cây, lá cây, búp lá để anh quyết định rằng xem là có thiếu nước hay không có nước. Sau khi tưới nước cho cây cảnh, bà con luôn theo dõi và quan sát xung quanh gốc. Nếu tại gốc thấy nước ứ đọng quá nhiều thì ta phải ngừng tưới từ 3 đến 4 ngày mới được tưới tiếp. Còn cứ tiếp tục tưới thì cây sẽ bị chết. Phải nhớ câu này này. Nó chịu hạn rất giỏi, nhưng chịu ứng rất ngắn. Cây ống chết rất nhanh, nhưng cây hạn sống được rất lâu, chịu rất lâu. Thế cho nên là đừng ham tưới sụng quá, tưới liên tục tưới sụng quá thì cây nào cũng chết. Bón phân. Cùng với việc tưới nước thì bón phân cho cây cảnh không kém phần quan trọng để cây có đủ chất dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển trong một thời gian cần thiết. Thưa quý vị, thưa bà con, cây cảnh trồng trên chậu đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng đủ cho nó phát triển và duy trì sức sống bền. Cho nên đòi hỏi phải bón cây. Bón cây, xin nhớ rằng cây không chết đói vì đói nếu ta không bón, nhưng sẽ chết vì no vì ta bón quá mức. Như vậy không thể ham bón quá mức để mong thổi cái cây lên cho nó nhanh thì cây sẽ chết. Cho nên là phải bón đúng liều lượng, đúng thời gian. Bón phân cho cây cảnh vào lúc sau khi trồng cây đã được ổn định và phục hồi. Bà con quan sát thấy cây cảnh ra nõn lá mới thì lúc này rễ mới bắt đầu phát triển, tức là cây đã hồi phục. Nếu bà con bón phân lúc cây cảnh mới trồng thì rễ cây còn non yếu, dễ dẫn đến cây sẽ bị chết. Ngày nay đã có các loại phân bón trên thị trường được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại. Bà con chỉ việc mua về bón cho cây cảnh theo tỷ lệ, định lượng cũng như thời gian bón cho từng loại cây được ghi sẵn trên bao bì. Như thế sẽ cung cấp đầy đủ cho cây cảnh nồng độ, chất dinh dưỡng cũng như việc đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Ngoài việc bón phân trực tiếp vào gốc cây, ta có thể sử dụng những loại thuốc bón cho cây cảnh qua lá. Đây là những chất thuốc NPK để chúng ta định kỳ
ta tưới cho cây. Một là ta pha nó ra đúng nồng độ hướng dẫn ở trên cái nhãn hiệu này. Rồi ta tưới vào gốc cây chừng một tháng một lần hay hai tháng một lần. Nếu cây ổn định thì ba tháng một lần, chứ không phải là tháng nào cũng phải tưới, ngày nào cũng phải tưới. Dạ. Vậy cách pha thì ta mở cái nắp này ra. Thế. Và tỷ lệ của nó thông thường nhất ý, là 1/20. Thông thường nhất cho nhiều loại thuốc là đều tỷ lệ 1/20. Tức là một phần nữa thuốc này, một phần nước thuốc này thì 20 phần nước lá. Nói chung nhiều loại là như vậy. Thì như vậy là chúng ta sẽ pha như thế để chúng ta tưới. Cũng có thể tưới vào gốc cây, cũng có thể chúng ta cho vào bình xịt. Sau khi pha đúng tỷ lệ thuốc vào nước như đã hướng dẫn thì tốt nhất bà con cho vào chiếc bình như thế này và xịt đều khắp toàn thân cây, mặt lá để cây dễ dàng hấp thụ. Nếu cây cảnh có thân cao to thì bà con có thể dùng loại bình bơm lớn hơn để đẩy thuốc ngược lên tán lá.